Chào Thanh Điền và Ngọc Diễm, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Thưa quý vị, nhu cầu bổ sung các dưỡng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể là một nhu cầu rất là quan trọng. Và đặc biệt là bổ sung lutein sẽ giúp ích cho việc phát triển trí não của trẻ. Nhưng mà không biết là những cái chất này sẽ được bổ sung từ những cái nguồn thực phẩm nào hả Diễm? Trời đất ơi, anh hỏi đúng người ghê ha. Thực ra Diễm đâu có phải là một chuyên gia dinh dưỡng đâu. Tuy nhiên vấn đề này thì Diễm nghĩ là chúng ta có thể hỏi bác sĩ. Lutein là một trong 600 loại carotenoid khác nhau có trong tự nhiên và được hình thành trong quá trình quang hợp của cây xanh. Đây là một dưỡng chất chống oxy hóa tự nhiên, được xếp cùng nhóm với các loại carotenoid quen thuộc với cơ thể người như beta-carotene hay vitamin E, zeaxanthin. Các nhà khoa học đã chứng minh dưỡng chất này cần thiết cho trí não và sự hoàn thiện các giác quan của trẻ nhỏ. Là một dưỡng chất quan trọng nhưng mà con người không thể sản sinh được, kể cả các giới động vật, bởi vì lutein nó là một trong các carotenoid mà nó là một chất tạo màu mà chỉ có thực vật thì mới có thể sản sinh được mà thôi. Chúng ta biết rằng lutein nó là thực phẩm, là dinh dưỡng, nó không phải là cái thuốc để mà uống một lần rồi nó có tác dụng cả đời. Cho mà hơn nữa là tế bào não nó phát triển mỗi ngày, cơ thể nó còn tiếp nhận và đào thải, cho nên nó có một cái vòng quay của nó. Cho nên cái tốt hơn nhất đó là chúng ta phải sử dụng nó hàng ngày và nếu dùng là dùng trong suốt cả cuộc đời. Thưa quý vị, trong chương trình Thành phố hôm nay thì chúng tôi đã từng trao đổi với quý vị về việc là dưỡng chất lutein sẽ giúp cho trẻ học hỏi nhanh và ghi nhớ tốt. Và sau khi mà chương trình này phát sóng thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư từ quý vị phụ huynh gửi về. Và hầu hết quý vị phụ huynh đều thắc mắc là không biết dưỡng chất lutein có trong những loại thực phẩm gì để quý vị phụ huynh có thể bổ sung cho con trẻ ở nhà hàng ngày. Và chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị trả lời câu hỏi này. Nhiều nghiên cứu khoa học đã được công nhận, những năm đầu đời của con người từ sơ sinh cho đến 1 năm tuổi là giai đoạn vàng của tiến trình phát triển não bộ. Trong suốt giai đoạn này, não của trẻ phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Kết thúc giai đoạn này, não trẻ có thể đạt được khối lượng và kích thước bằng 80% não của người trưởng thành và các chức năng tại não cũng hầu như được hoàn thiện. Nói đến vấn đề này thì có thể coi lutein là một phát hiện vô cùng đáng giá trong việc nghiên cứu các dưỡng chất giúp phát triển và hoàn thiện não bộ của trẻ. Do đó, chúng ta bổ sung dưỡng chất này từ khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Và khi được sinh ra, chúng ta có thể bổ sung dưỡng chất lutein cho trẻ bằng các loại thực phẩm. Lutein thì có 600 loại, nằm trong 600 loại cái carotenoid, nhưng mà chỉ có 40 loại là thực phẩm mà chúng ta ăn vào mà thôi. Thì chủ yếu là nằm ở trong các cái rau màu xanh đậm. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì có nhiều ở trong rau muống, rau ngót, rau mồng tơi, rau cần, rau thơm, rau cải, hoặc người ta gọi là broccoli đó. Và ở trong một số các cái trái cây có màu cam, ví dụ như cà chua, cà rốt, bí đỏ. Ngoài ra thì ở trong động vật thì chỉ có là ở trong lòng đỏ trứng mà thôi. Là nhờ có cái con gà, con vịt nó ăn các cái thực, các cái rau có cỏ mà có lutein thì trong lòng đỏ trứng thì có lutein. Như vậy là qua những gì bác sĩ chia sẻ thì chúng ta được biết là dưỡng chất lutein có trong nhiều loại thức ăn, có thể dễ dàng tìm mua hàng ngày. Với trẻ lớn thì rất là dễ dàng bổ sung dưỡng chất lutein bởi vì trẻ có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau. Tuy nhiên, Diễm có một thắc mắc là đối với trẻ nhỏ khi mà chưa đến độ tuổi ăn dặm thì chúng ta sẽ bổ sung lutein cho trẻ bằng cách nào? Và có lẽ để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cùng quay trở lại với phần tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thị Hoa đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 1. Nếu mà trẻ không ăn được như thế đó thì mà não lại cần đến lutein thì làm thế nào? Thì có một phương pháp tốt nhất, đó chính là bú sữa mẹ hoàn toàn. Bởi vì người ta đã thấy rằng là lutein ở trong sữa mẹ là có hàm lượng rất cao nhờ cái thức ăn của bà mẹ đem vào. Có nghĩa rằng là bà mẹ ăn nhiều các cái thực phẩm giàu lutein như mà chúng ta vừa đề cập ở phần câu hỏi trên, thì như vậy là cái hàm lượng lutein ở trong sữa mẹ đủ để cho sự phát triển trí não của đứa trẻ. Trong những trường hợp mà bất khả kháng trẻ không được bú mẹ thì đương nhiên là chúng ta phải nuôi trẻ bằng sữa bình rồi. Thì các bà mẹ nên là cái khuyến cáo là nên dùng các loại sữa nào người ta gọi là sữa thay thế sữa mẹ, có nghĩa là các thành phần của cái sữa đó đã được xử lý giống như tương tự như là sữa mẹ,
Và nếu như chúng ta quan trọng tới các cái dưỡng chất như lutein thì chúng ta phải sử dụng các sữa mà có bổ sung lutein. Sữa mẹ là nguồn cung cấp lutein vô cùng quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Người mẹ trong giai đoạn cho con bú nên ăn chọn lọc các loại thực phẩm giàu lutein để có nguồn sữa tốt cho trẻ. Trường hợp mẹ ít sữa hoặc phải đi làm sớm, có thể dùng sữa công thức chứa dưỡng chất lutein với hàm lượng như sữa mẹ và đã được kiểm chứng khoa học. Thưa quý vị, hiểu thấu đáo tầm quan trọng của dưỡng chất lutein với sự phát triển trí não và hoàn thiện khả năng học hỏi ghi nhớ của trẻ, thì bây giờ Thanh Điền xin mời quý vị sẽ cùng với chương trình ghé qua chợ để tìm mua những loại thực phẩm có chứa dưỡng chất lutein. Như vậy là việc bổ sung lutein cho trẻ hàng ngày không phải là quá khó đúng không quý vị? Bởi vì những thực phẩm mà có chứa lutein bán rất là nhiều ở ngoài chợ và chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy. Ngoài ra thì quý vị còn có thể là sử dụng trứng, rau cải và cà rốt để chế biến thành những món ngon và giúp cho trẻ thưởng thức mỗi ngày. Và để bổ sung đầy đủ dưỡng chất lutein giúp cho trẻ thông minh, ghi nhớ tốt, học hỏi nhanh thì chương trình cũng đã đúc kết và lưu ý sau đây. Lưu ý để có thể bổ sung đầy đủ dưỡng chất lutein cho trẻ. Cho trẻ ăn các loại rau củ màu xanh sẫm, bí đỏ, cà rốt, trứng, v.v. trong giai đoạn ăn dặm. Nếu trẻ chưa ăn dặm được nên cho trẻ bú sữa mẹ. Các bà mẹ cho con bú nên bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất lutein. Ngoài ra, bổ sung thêm sản phẩm sữa có công thức chứa lutein giúp trẻ học hỏi nhanh và ghi nhớ tốt hơn. Thưa quý vị, sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn nếu như những ông bố và mẹ thấy con trẻ của mình khôn lớn mỗi ngày. Chính vì thế, việc lựa chọn một chế độ sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ để giúp cho con yêu luôn phát triển khỏe mạnh luôn là một cái đề tài mà các ông bố và mẹ luôn kỳ công tìm hiểu và áp dụng trong việc chăm sóc con trẻ của mình. Chúng ta biết rằng là trí thông minh của trẻ nó phụ thuộc vào những bốn yếu tố chính là di truyền, dinh dưỡng, môi trường và sự rèn luyện. Chúng ta không thể thay đổi được về di truyền thì chúng ta sẽ bổ sung bằng cái cách dinh dưỡng mà ta vừa mới nói, những đầy đủ các cái dưỡng chất, trong đó có những dưỡng chất đặc hiệu. Tuy nhiên, để mà chỉ có dinh dưỡng không thôi á thì chúng ta sẽ không thể, trẻ không thể phát triển trí thông minh được. Cho nên là đối với trẻ thì chúng ta phải chú ý là cái môi trường, có nghĩa là cái giáo dục chúng ta phải áp dụng ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ, người ta gọi như là thai giáo, tức giáo dục từ trong bụng mẹ. Và khi ra đời thì cũng tùy theo lứa tuổi, các ông bố và mẹ cần phải biết, người ta gọi là học làm cha làm mẹ. Có nghĩa là học cái cách để làm sao mà dạy cho trẻ, để cho trẻ đã học hỏi nhanh, phát triển nhanh, ghi nhớ tốt từ bé. Thì chúng ta nhớ là ngay từ nhỏ trẻ đã có cái trí nhớ đó rồi, thì cái quan trọng nhất trong giai đoạn nhỏ đó là làm sao phát triển tối đa các cái giác quan của trẻ. Thì đối với trẻ không phải học là ngồi giống chúng ta ngồi học ngồi viết, mà trẻ thông qua các cái trò chơi, thông qua các cái giao tiếp đối với bố mẹ, thì bố mẹ phải có các cái trò chơi, có giao tiếp phù hợp với lứa tuổi của trẻ từ khi sinh ra cho đến từng cái giai đoạn phát triển một. Thì phù hợp như thế nào thì từng giai đoạn một chúng ta cũng không thể nói được, các ông bố và mẹ cần phải tiếp. Ví dụ như hồi bé là có thể phân biệt màu sắc bằng các cái trò chơi, khi lớn lên một chút thì có thể là tự tay nắm các trò chơi mà chơi, rồi khi lớn lên một chút chúng ta có cái trò chơi tạo nhóm, trò chơi phát huy trí sáng tạo, trò chơi tạo một cái tình cảm tốt. Và chúng ta cũng phải nhớ một điểm là trẻ sẽ chỉ phát huy tối đa trí thông minh của mình với một điều kiện dinh dưỡng tốt và giáo dục hợp lý. Tôi nói là giáo dục hợp lý đối với lứa tuổi của trẻ, và trong một cái sự tình thương yêu và đứa trẻ cảm giác là an toàn tuyệt đối, thì trẻ sẽ phát huy tốt cái tình cảm, tức là cái trái tim của đứa trẻ, thì cái trí óc của trẻ mới có thể phát triển được. Còn nếu như giáo dục không hợp lý, làm cho trẻ bị ức chế và làm cho trẻ phản kháng, thì nó cũng ảnh hưởng tới trí thông minh của trẻ. Thanh Điền hy vọng là qua chương trình hôm nay, quý vị phụ huynh đã biết cách để có thể phát triển toàn diện trí tuệ của trẻ, để trẻ có thể học hỏi nhanh, ghi nhớ tốt. Chúc quý vị thành công.